Phần 15. Trinh sát địa hình biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn để chuẩn bị chiến trường. Tác giả Đức Cường, cựu chiến binh F320. Ở trong nhà dân khoảng 1 tháng, chúng tôi làm doanh trại và ra ở tập trung. Nơi ở mới là nông trường chè Tân Việt Hoa thuộc xã Hoàng Nông. Chúng tôi phải phát chè để làm doanh trại. Xung quanh toàn là chè vô chủ. Vì người Hoa là chủ nhân ở đây, họ đã cùng gia đình hành hương cả. Chúng tôi tự ngắt búp chè, tự sao để uống. Cũng may ở trong dân 1 tháng là học được cách sao chè ngon. Chính những 5 tháng ở đây cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn rất nghiện trà Thái. Mặc dù được đại đội trưởng rất thiện cảm, nhưng tôi vẫn chưa được về thăm quê. Một số đồng chí quê ở gần, người nhà chủ động lên đơn vị thăm con. Thời gian này chúng tôi mới có dịp đi xuống các đơn vị trong sư đoàn tìm đồng hương để biết ai còn, ai mất. Trung đoàn 64 đóng ở xã Phú Cường, cây đa đôi. Trung đoàn 52 ở chân đèo Khế, núi Hồng. Trung đoàn 48 đóng ở ngã ba Cù Vân. Năm 2007 chúng tôi có tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ. Thống kê con số chính xác có 270 đồng chí hy sinh trong 1.000 người ở huyện Nghi Lộc nhập ngũ năm 1977 vào quân đoàn 3. Tháng 10 năm 1979, đại đội cử một số đồng chí trinh sát giỏi, có kinh nghiệm về binh yếu địa chí, cùng trinh sát các trung đoàn 48, 52, 64, tập huấn 2 ngày về tình hình chiến sự và địa hình hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Sau đó tiến hành đi thực địa ở biên giới hai tỉnh đó. Trong số tuyển chọn đi lần này có tôi. Một ngày đầu tháng 10 năm 1979, chỉ huy sư đoàn cùng cán bộ tham mưu và trinh sát của 3 trung đoàn 64, 48, 52 cùng đi trên 2 xe vận tải zin 3 cầu. Lương thực thực phẩm chúng tôi nhận tiêu chuẩn 2 tuần. Súng đạn mang theo đủ cơ số chiến đấu. Xe chạy đến thị trấn Đu, khu vực đóng quân của F-10, thì chúng tôi đã thấy một đoàn xe của quân đoàn bộ, sư đoàn 10, sư đoàn 31 đang chờ chúng tôi. Trên các xe đều chở lính trinh sát các sư đoàn, trên xe có cả bộ đàm để liên lạc. Tại đây chúng tôi được tư lệnh quân đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ quán triệt mục đích, yêu cầu của chuyến đi lần này. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng cho cán bộ tham mưu tác chiến. Còn trinh sát chúng tôi phải nắm chắc đường xá hai tỉnh trong chuyến đi này và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho các đơn vị hành quân đến vị trí quy định khi có lệnh. Các mảnh ghép bản đồ của hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn được các sĩ quan phòng tác chiến quân đoàn căng rộng. Một sĩ quan phòng tác chiến, tôi không nhớ tên, trình bày đường hành quân của đoàn và các địa điểm các sư đoàn phải đến. Nhiệm vụ cụ thể của trinh sát là nắm chắc những địa hình, mạng đường xá mình đi qua trên hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, để khi có lệnh sẵn sàng dẫn xe chở quân đến đúng vị trí tập kết. Bổ sung đường mới mở vào bản đồ, thống kê cầu, cống, ngầm và khả năng bảo đảm cơ động. Đối với sĩ quan tham mưu, nắm chắc địa hình để bố trí khu vực đóng quân phòng thủ cho các đơn vị mình khi thực hành chiến đấu tại hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Cuộc hành quân thị sát địa hình biên giới hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn bắt đầu từ thị trấn Đu, Thái Nguyên. Xe chạy qua thị xã Bắc Cạn, một thị xã nhỏ nhoi nằm giữa rừng núi trùng điệp. Ngồi trên xe tôi thầm nghĩ địa hình thế này, thảo nào trong kháng chiến chống Pháp, ta chọn nơi đây là căn cứ cho Trung ương Đảng. Đến huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, chúng tôi đi qua hai đèo cao nổi tiếng. Đó là đèo Cô Lia và một đèo tôi không nhớ tên. Dân ở đây sống trên đỉnh núi cao. Ai đã từng đi qua đường này thì hiểu cuộc sống lạc hậu của người dân như thế nào. Xuống hết chân đèo, hai xe của sư đoàn 320A rẽ trái theo đường không nhớ tên về Tà Sa. Đến đây chúng tôi mới được chứng kiến tội ác của giặc bành trướng. Tất cả nhà cửa, công trình kinh tế của ta bị chúng đặt mìn phá sạch. Tôi còn nhớ ở đây có nhà máy thủy điện thì phải. Nó phá tan hoang, dân thì lèo tèo một vài người, do sơ tán vẫn chưa về hết.
Chúng tôi xuống xe đi bộ, vẽ bổ sung một số đường mới mở vào bản đồ, vừa quan sát ghi lòng tội ác của lũ giặc dã man. Tối đầu tiên chúng tôi nghỉ tại Tà Sa, nấu cơm ăn đàng hoàng chứ không phải ăn đồ khô như hồi ở bên Ca. Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với dân để tìm hiểu những ngày chạy giặc của họ như thế nào. Theo chúng tôi được biết, Tà Sa là nơi quân Sơn Cước luồn sâu nhất vào đất nội địa của ta. Dân ở đây là người Tày. Chúng tôi hỏi khi giặc đến thì các bác lánh giặc ở đâu. Họ chỉ tay lên núi cao nói, chúng tôi sơ tán lên đó. Họ cũng nói rằng họ được lệnh sơ tán trước lúc giặc đến. Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường. Địa điểm cần đến là mỏ thiếc Tĩnh Túc. Tôi không nhớ huyện. Có thể nói địa hình Cao Bằng toàn là núi. Núi trùng điệp nối nhau, với địa hình này mà phòng thủ có chiều sâu và tạo được thế trận liên hoàn hỗ trợ nhau thì có thể một chọi năm, sáu chứ không phải như nguyên tắc phòng thủ một đánh ba. Hay nói cách khác, bên tiến công thì ba đánh một. Khoảng 1 giờ chiều chúng tôi đến mỏ thiếc Tĩnh Túc. Cũng như ở Tà Sa, ở đây địch cho nổ mìn phá hết các công trình kinh tế. Nhìn cảnh mỏ thiếc biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Trung. Trước đây mà lòng xót xa, đến khi nào mới khắc phục được. Công nhân lác đác đã trở về lại, nhưng có còn gì nữa đâu mà sản xuất. Nhìn dây cáp treo lủng lẳng, thùng vận chuyển khoáng sản ở trên cao giữa hai đỉnh núi, biết được chiến tranh đến khi máy đang vận hành sản xuất. Tại đây chúng tôi cũng tìm hiểu thêm về cuộc chiến của tự vệ nhà máy. Họ đã phối hợp với cán bộ chiến đấu rất kiên cường, kìm giữ chân địch được nhiều ngày. Đêm hôm thứ hai, chúng tôi về nghỉ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Ngày hôm sau, chúng tôi vượt qua sông Bằng, rẽ trái về huyện Hòa An. Những ngày sau, chúng tôi vượt qua đèo Mã Phục đi huyện Trùng Khánh vào tận biên giới. Lính ta chốt giữ trên núi hai bên đường khá dày. Ở đây có một chuyện nhỏ là khi xe chúng tôi chạy qua chốt bộ binh, có một sĩ quan trẻ phát hiện biển số xe K8 liền nhảy xuống hô, xe quân đoàn 3, rồi giơ tay bắt xe dừng lại nói chuyện. Thì ra đồng chí này nguyên là lính F10 được ra Bắc, có kinh nghiệm chiến đấu để bổ sung làm nòng cốt cho các đơn vị mới thành lập. Thảo nào nhớ đơn vị thế. Và những người lính ở đây, họ sẽ tư duy trong tương lai sẽ có lính quân đoàn 3 cùng họ giữ đất nơi này. Quá trình đi thực địa từ thị xã Cao Bằng đến huyện Trùng Khánh, chúng tôi có chung một nhận xét, đó là đường nhựa vẫn còn khá tốt, nhưng cầu thì chúng hay ta đã đánh sập hết. Xe của chúng tôi đi được là phải qua các cầu của công binh Bắc Tạm. Tuy đường nhựa nhưng rất hẹp, chỉ cần một xe cản đường là bị tắc đường ngay. Địa hình ở đây núi thấp hơn ở huyện Nguyên Bình. Hai ngày sau, chúng tôi về nghỉ tại thị xã Cao Bằng. Tại đây, chúng tôi gặp trinh sát quân đoàn và trinh sát các sư đoàn đã tập trung đầy đủ, để ngày sau đoàn quân chúng tôi sẽ thị sát theo trục đường số 4 để về Đồng Đăng, sau đó sẽ về thị xã Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ. Sáng hôm sau, 8 xe vận tải chở quân lại lên đường theo kế hoạch. Đường số 4 chạy dọc biên giới Việt Trung từ Lạng Sơn lên Cao Bằng. Con đường này chúng ta đã làm quen trên những trang lịch sử hồi còn học phổ thông, gắn liền với những địa danh nổi tiếng như Đông Khê, Thất Khê, Na Sầm, là nỗi kinh hoàng của bọn lính Lê Dương, binh đoàn La Pa Dơ và Sác Tông. Trên đường đi, dấu vết những trận đánh bành trướng vẫn còn đó. Theo như chúng tôi được biết thì mặt trận Cao Bằng bị vỡ do bị thủng từ đường 4. Có những đoạn chỉ cách biên giới vài km nên cắt rừng chỉ 1 giờ là đã bị chặn rồi. Cả một chặng đường dài nhưng chúng tôi gặp rất ít lính ta. Cũng bởi các điểm tựa thì phải ở sâu chứ không thể ở cùng dân được. Đến Thất Khê, chúng tôi dừng lại để bổ sung, xác định lại đường xá đi về các xã. Đêm đó chúng tôi nghỉ tại thị trấn Đông Khê. Tuy giặc đã rút nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe tiếng pháo địch bắn sang vào các cao điểm của ta.
hai ngày sau chúng tôi mới về đến ga Đồng Đăng, đó cũng là giao điểm của đường 1A và đường số 4. Nhà ga bị san phẳng, đồi núi ở đây khác với Cao Bằng. Núi khá cao nhưng chọc không có cây rừng, không có núi đá nhiều như ở Cao Bằng. Tại đây chúng tôi nhìn rất rõ các chốt của ta, của địch trên các mỏm núi. Nhiều giao thông hào mới đào màu đất vẫn lộ nguyên, rất dễ phát hiện. Trong ánh hoàng hôn buông cùng với cảnh đổ nát của nhà ga, đường tàu bị xới tung do pháo bắn, cây cối gãy gục, một hoang cảnh bờ Tây bến phà Công Bông Tràm chợt ẩn hiện trong đầu tôi. Nếu không có chiến tranh thì nơi đây chắc sẽ rất sầm uất. Chúng tôi lại lên đường để về thị xã Lạng Sơn nghỉ đêm. Khi đi qua ngã ba Đồng Đăng thì gặp hai chiếc xe tải kéo theo hai khẩu cối 160 ly. Trong đường 4 chạy ra, có lẽ đơn vị bạn di chuyển trận địa thời điểm này để khỏi bị con mắt trinh sát đối phương trên các đỉnh núi nhòm ngó. Đêm khuya chúng tôi về đến thị xã Lạng Sơn. Tại đây chúng tôi lại thấy tập hợp đầy đủ như đội hình xuất phát. Lính trinh sát các sư đoàn bạn đã về trước mắc võng, nằm ngay trên cả thành xe để ngủ. Sau một tuần đi thực địa Cao Bằng, chúng tôi được nghỉ tắm giặt phơi phóng quần áo, nhất là đôi giày đã khẳn mùi. Tắm ngay ở trên con sông chảy qua thị xã Lạng Sơn, chẳng hiểu có phải sông Kỳ Cùng không. Buổi chiều tôi và anh Đạm, A Trưởng, lính 1974 quê Vĩnh Phú, và anh Hải, lính 1978 Thủy Nguyên, Hải Phòng, dạo chơi ở quanh thị xã. Thị xã này lúc đó lớn hơn thị xã Cao Bằng bởi có nhiều nhà cao tầng hơn. Mạng đường xá được nhựa hóa nhiều hơn, nhưng không đẹp bằng thị xã Cao Bằng do cây xanh ít và có cảm giác chật chội. Nơi đây có lẽ xảy ra chiến sự ngay trong thành phố nên mức độ hủy hoại đổ nát nhiều hơn. Dân rất ít vì sơ tán chưa về hết. Sáng hôm sau, xe trinh sát của F-30A đi về huyện Đình Lập. Đến thị trấn, chúng tôi thả bộ một lúc để vẽ bổ sung đường mới mở và bản đồ rồi quay lại. Ở địa bàn Lạng Sơn, chúng tôi đi thực địa như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Vì đồng chí cán bộ dì tai nói, Lạng Sơn là khu vực tác chiến của F-31. Có lẽ vì vậy nên F-31 đóng quân ở huyện Đình Cả. Theo trục đường 1B, cơ động sang Lạng Sơn rất nhanh. Ngày hôm sau, chúng tôi đi thêm một huyện nữa rồi tập trung toàn đoàn về thị xã Lạng Sơn. Ngày hôm sau, chúng tôi theo đường 1A chạy về Đồng Mỏ, rồi theo trục đường 1B về thành phố Thái Nguyên. Ở đây có một kỷ niệm nhỏ là khi đang đi xe nghỉ uống nước trên đường 1B thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn. Chúng tôi thấy có một người dân tộc cả nam và nữ vừa đạp xe vừa hát đồng ca bằng tiếng dân tộc rất tự nhiên. Nhìn cách ăn mặc thì đây là người dân tộc Dao. Tôi nghe có ai đó, hình như đồng chí này cũng được, cũng là người dân tộc thì phải, nói đồng bào họ đang trên đường đi lễ hội hát si hát lượn đó. Chỉ vậy thôi mà tôi nhớ mãi bởi sự vô tư của đồng bào. Đến huyện Đình Cả, chúng tôi chia tay anh em trinh sát sư đoàn 31, những người bạn lính đồng nghiệp đầy thương cảm cho chúng tôi. Họ vừa đi qua chiến tranh, bây giờ lại chuẩn bị chiến trường cho một cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Có lẽ họ cũng như chúng tôi, không ai muốn quay trở lại những nơi mình vừa đi qua. Và cũng chắc rằng ra Bắc đã hơn 2 tháng mà họ vẫn chưa được về thăm cha mẹ như anh em như chúng tôi trong chuyến đi này. Đến cầu Gia Bảy, chúng tôi chia tay anh em K28 trinh sát quân đoàn và trinh sát sư đoàn 10. Ở tiểu đoàn 28 này có 9 đồng chí cùng quê Nghi Lộc cùng nhập ngũ với tôi. Những cánh tay ngồi trên xe vẫy chào tạm biệt, nhưng không ai muốn gặp lại nhau ở Cao Bằng hay Lạng Sơn. Vì rằng cái giá của cuộc chiến tranh ai đã đi qua đều hiểu, có được hòa bình hôm nay là quá đắt. Thưa các đồng đội, chuyến đi trinh sát thực địa lần này là chuyến trinh sát cuối cùng của đời quân ngũ.
bởi mãi tháng 1 năm 1980, Đức Cường mới có được về thăm nhà. Và đầu tháng 8 năm đó, Đức Cường tạm biệt C-20 F-320A, về Sơn Tây học quân sự. Đức Cường cũng như bao người lính chiến khác không bao giờ quên những năm tháng hào hùng của lứa tuổi kế tiếp thế hệ thời đại Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 1983, Đức Cường trở về thực tập tại quân đoàn 3, thời gian là 1 tháng. Tất nhiên Đức Cường phải ghé thăm đại đội 20 ngay, đơn vị vẫn đóng quân ở Đại Từ. Lúc này lính chiến đã phục viên và giải ngũ hết, nhưng sĩ quan vẫn còn khá nhiều. Đồng chí Trung, đại đội trưởng, lên trưởng ban, trinh sát sư đoàn. Đồng chí Quý xê phó về làm trưởng tiểu ban trinh sát E48. Anh Thạch, trung đội trưởng, thì về ban trinh sát trung đoàn 52. Mới xa đại đội hơn 2 năm, nhưng sự thay đổi đã rất lớn. C-20 đã nâng cấp lên tiểu đoàn, được các chiến binh là cán bộ dẫn đi tham quan đơn vị vào khu kỹ thuật. Tôi thấy có 5 chiếc xe bọc thép trinh sát mới cứng. Tôi ngắm nhìn mãi và ước ao ngày xưa mà được mấy chiếc như thế này. Trinh sát bây giờ phải học nhiều hơn mới đáp ứng yêu cầu tinh nhuệ và thiện chiến. Trong đời quân ngũ thì giai đoạn làm lính nghĩa vụ này Đức Cường thấy đáng nhớ nhất. Chính trong gian khổ, hy sinh thì mới hiểu được tình người, tình đồng đội, nhân cách con người cũng dần được hoàn thiện. Bởi sau này Đức Cường sang ca một lần nữa, nhưng lúc đó sướng hơn rất nhiều nên không có chi để mà nhớ. Nhưng dẫu sao, mời các bạn đón đọc tiếp đời quân ngũ khi Đức Cường sang ca lần 2 cho vui nhé. Xin chân thành cảm ơn.